Sáng ngày 2 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão, tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu Nghĩa và chùa Long Tượng ấp 5, xã Tam Hiệp, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang kết hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang tổ chức trao 450 phần quà Tết đến người dân trên địa bàn huyện Châu Thành, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, tổng kinh phí quà tặng gần 200 triệu đồng. Tham dự chương trình có Hòa Thượng Thích Chân An, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó trưởng Ban Trị sự, trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, Thượng tọa Thích Thiện Ngộ, Ủy viên Ban Trị sự, Phó Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Lệ Huệ, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện, Đại đức Thích Thiện Minh, Chánh Thư ký Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, đại diện cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà đồng tham dự. Tại mỗi nơi trao quà, Thượng tọa Thích Trung Chánh có lời phát biểu khai mạc và cảm niệm công đức đến công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang, luôn đồng hành cùng Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành trong các công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho những mảnh đời khó khăn, vui xuân đón Tết cổ truyền. Chúc cho công ty luôn phát triển, thuận lợi trong công việc. Đồng cảm ơn đến các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để ban tổ chức trực tiếp gửi những phần quà yêu thương đến bà con. Nhân dịp xuân Giáp Thìn sắp đến, kính chúc bà con nhân dân an lành hạnh phúc. Thượng tọa Thích Trung Chánh cũng trao bằng công đức đến đại diện công ty Vạn Đức Tiền Giang. Đại diện các cấp chính quyền gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến Thượng tọa Thích Trung Chánh và công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang. Trong nhiều năm qua đã thực hiện chương trình Tết yêu thương đến các hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Châu Thành. Thời gian tới mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ công tác an sinh xã hội từ Ban Trị sự Phật giáo huyện và quý nhà hảo tâm để tiến tới hoàn thiện giai đoạn nâng chất nông thôn mới nâng cao. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang cũng có lời phát biểu chúc mừng năm mới đến toàn thể hội chúng tham dự buổi lễ.